Arsenal thắng thuyết phục Tottenham xây chắc ngôi đầu bảng. Arsenal đã giành chiến thắng thuyết phục trước Tottenham ở trận derby Bắc London thứ 192 trong lịch sử để tiếp tục dẫn đầu Premier League sau vòng đấu thứ 9. Với lợi thế sân nhà, Arsenal tạo ra thế trận tốt và có bàn mở tỷ số nhờ một siêu phẩm đặt lòng của Thomas Partey. Tuy sau đó bị gỡ hòa trên chấm phạt đền, nhưng Arsenal vẫn duy trì được sức ép để ghi thêm hai bàn trong hiệp 2 nhờ công của Gabriel Jesus và Granit Xhaka. Đáng chú ý, việc Emerson Royal nhận thẻ đỏ ở phút 61 khiến cho Tottenham thi đấu rời rạc và không thể có cơ hội lội ngược dòng như trong hiệp 1. Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng với tỷ số 3-1 để tiếp tục chiếm trệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League với 21 điểm. Họ tạm thời bỏ xa đội xếp thứ hai là Man City khoảng cách 4 điểm trước khi trận derby Manchester diễn ra vào tối nay. Granit Xhaka là người xuất sắc nhất derby London. Arsenal đã có màn thị uy sức mạnh trên sân nhà ở trận derby Bắc London thứ 192 với Tottenham và tối qua, các bàn thắng của Thomas Partey, Gabriel Jesus và Granit Xhaka đã nhấn chìm nỗ lực trên chấm phạt đền của Harry Kane và thầy trò Conte. Sau trận đấu, tiền vệ người Thụy Sĩ đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trong 90 phút khi Xhaka đã chiến thắng 100% các pha không chiến, tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 87%, thực hiện 57 lần chạm bóng, có 6 lần thu hồi bóng, chuyền dài thành công 3/3 lần, một đường chuyền mở ra cơ hội và có một bàn thắng. Ngoài ra, cựu sao Borussia Mönchengladbach còn thuyết phục người hâm mộ đội nhà bằng phẩm chất lãnh đạo khi kêu gọi các đồng đội tụ lại thành nhóm ăn mừng. Có thể nói Granit Xhaka đã chơi một mùa giải trái nhất của anh kể từ khi chuyển tới St Emirates chơi bóng. Huấn luyện viên Conte rất phẫn nộ với hai cái tên. Chuỗi thành tích bất bại kể từ đầu mùa của Tottenham Hotspur đã chính thức dừng lại ở con số 7 sau thất bại giữa tay Arsenal trong trận derby Bắc London vừa qua. Dù khởi đầu khá tích cực và hứa hẹn thì rốt cuộc Spurs vẫn bị đánh bại với tỷ số chung cuộc 1-3. Phát biểu sau trận đấu, Rio Ferdinand khẳng định các cầu thủ đội khách đã mắc nhiều sai lầm cá nhân và đồng thời cũng thiếu chất lượng khi tổ chức tấn công trong trận đấu này. Theo Ferdinand, huấn luyện viên Antonio Conte sẽ đặc biệt nổi giận với hai cầu thủ trong phòng thay đồ. Trao đổi với BT Sport, cựu trung vệ người Anh đã chia sẻ: "Tôi rất muốn có mặt ở trong phòng thay đồ ngay bây giờ để lắng nghe những gì Conte nói, bởi vì tôi nghĩ ông ấy sẽ cảm thấy phẫn nộ với tấm thẻ đỏ của Emerson Royal cũng như sai lầm của Lloris. Chỉ cần một vài khoảnh khắc nhỏ như vậy để thay đổi những trận đấu lớn, và những khoảnh khắc đó xảy ra quá nhiều bên phía Spurs trong trận đấu hôm nay. Conte sẽ phẫn nộ với hai tình huống khiến Spurs phải trả giá, sai lầm từ thủ môn và tấm thẻ đỏ. Nhưng cũng trong hiệp 1, họ đã có cơ hội để trừng phạt Arsenal trong quá trình chuyển trạng thái, nhưng vấn đề là đường chuyền cuối cùng không đủ tốt." Mikel Arteta đặc biệt khen ngợi một cầu thủ. Phát biểu sau khi hạ gục Tottenham Hotspur một cách đầy thuyết phục, huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định rằng Arsenal có thể tấn công với hàng loạt phương án khác nhau với phong cách thi đấu hiện tại. Đồng thời, ông còn đặc biệt khen ngợi một tiền đạo của pháo thủ Football 365 dẫn lời chiến lược gia người Tây Ban Nha: "Các cầu thủ thật phi thường. Chúng tôi tạo ra nguồn năng lượng tuyệt vời trên sân và xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu này. Với cách chơi của mình, chúng tôi có thể tấn công theo nhiều phương án khác nhau. Tottenham thì không cần nhiều đợt tấn công và bạn vẫn cảm giác rằng họ có thể tạo ra điều gì đó. Quan trọng là tâm lý chiến thắng của Jesus. Cách cậu ấy tập luyện hàng ngày mang lại sự tự tin cho toàn đội và cậu ấy đã đưa chúng tôi đến một đẳng cấp khác." Phóng viên Nick Wright của Sky Sports có mặt tại sân vận động Emirates đánh giá rất cao về màn trình diễn của chân sút người Brazil. Wright nói: "Đó là một pha phối hợp không ăn ý giữa Romero và Lloris, nhưng Jesus đã quá linh hoạt. Bàn thắng thứ 5 của anh ấy trong mùa giải này cho Arsenal và có thể là bàn thắng quan trọng nhất của anh ấy." Với pha lập công vào lưới Spurs, đây đã là lần thứ 8 Jesus góp dấu giày và một bàn thắng của Arsenal kể từ đầu mùa, và anh cũng có đúng 8 lần ra sân tại Premier League mùa này. Huấn luyện viên Conte chỉ ra lý do thất bại của Spurs. Trao đổi về lý do dẫn đến thất bại của Tottenham Hotspur trong chuyến làm khách đến sân Emirates, huấn luyện viên Antonio Conte nhận định sự thiếu hiệu quả trong hàng công đã khiến Spurs phải trả giá. Đồng thời, ông cũng thừa nhận về tác động lớn mà tấm thẻ đỏ của Emerson Royal đã tạo ra. Trao đổi với Spurs Play, chiến lược gia người Ý chia sẻ: "Đây là một ngày khó khăn vì trong hiệp 1, chúng tôi đã cảm thấy mình có khả năng giành chiến thắng trong trận đấu. Chúng tôi đã có cơ hội kết liễu đối phương trong hiệp 1 và bạn phải hiểu rất rõ về kiểu trận đấu như thế này. Bạn cần phải hiệu quả. Tôi nhắc lại, nếu phải phàn nàn về điều gì đó thì đó là hiệp đầu tiên. Tôi nghĩ chúng tôi có nhiều cơ hội và chúng tôi đã mắc sai lầm trong những đường chuyền cuối cùng, nhưng sai lầm rất lớn. Chúng tôi phải thất vọng vì lý do này. Mỗi khi chúng tôi triển khai bóng và vượt qua sức ép của họ, chúng tôi đã có thể khiến họ bị tổn thương. Nhưng thay vào đó, chúng tôi đã giữ cho họ sống sót và sau đó thì chúng tôi để thủng lưới bàn thứ hai trong hiệp 2.
huấn luyện viên Jurgen Klopp e ngại Arsenal. Ở vòng đấu thứ 10, Liverpool sẽ có chuyến hành quân đến Bắc London để làm khách trước một Arsenal vẫn đang thăng hoa. Đó là thử thách khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp khi họ tiếp tục mất điểm trong những phút cuối trước Brighton. Jurgen chỉ thắng 2 trong số 7 trận mở màn và rơi xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League. Theo đó, áp lực tiếp tục đè nặng lên vị trí nước ra người Đức. Mới nhất, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã kết thúc khởi đầu mùa giải bất bại của Tottenham với chiến thắng ấn tượng 3-1 và Jurgen Klopp ấn tượng với những gì đội chủ sân Emirates thể hiện cho đến nay. Ông nói: "Tôi biết sau đó sẽ đến Arsenal và chúng tôi đã nhìn thấy những cái nhìn thoáng qua về trận đấu của họ với Tottenham. Họ đang rất xuất sắc trong thời điểm hiện tại, nên đó rõ ràng không phải là một trận đấu dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để có được kết quả tốt. Tôi biết chúng tôi chỉ có 10 điểm và đó là thực tế. Tôi không giấu giếm điều đó. Chúng tôi phải đồng hành và xây dựng đội bóng cùng nhau." Trung vệ Arsenal được khen hết lời. Trái ngược với Gabriel Magalhaes, William Saliba đã tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng với một màn trình diễn đáng khen ngợi trong cuộc đụng độ Tottenham Hotspur vừa rồi. Phát biểu sau trận đấu, Rio Ferdinand đã không ngần ngại tán dương bó vật trong hàng phòng ngự của pháo thủ. Trao đổi trên BT Sport, cựu trung vệ người Anh chia sẻ: "Cậu ấy là trung vệ điềm tĩnh nhất trên sân ngày hôm nay, đặc biệt là từ góc nhìn của Arsenal. Tôi nghĩ rằng trong hiệp 1, có những thời điểm mà Arsenal có thể bị tổn thương. Ở cấp độ cao nhất, bạn cần phải bình tĩnh trong các tình huống áp lực và hiện tại thì Saliba đang thể hiện được điều đó tốt hơn rất nhiều so với độ tuổi của cậu ấy. Saliba mới chỉ thi đấu tại Arsenal trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cậu ấy đã trở thành một trong những người được cổ động viên yêu thích nhất." Mikel Arteta được khuyên nên bảo vệ một cầu thủ. Arsenal đang duy trì vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Premier League sau khi vượt qua Tottenham ở trận derby Bắc London. Theo đó, Thomas Partey là một trong những điểm sáng lớn nhất bên phía đoàn quân của Mikel Arteta. Tiền vệ người Ghana mở tỷ số trận đấu ở phút 20 với một siêu phẩm cưa long từ ngoài vòng cấm. Cầu thủ Arsenal Mathieu Opson cho rằng Mikel Arteta cần làm mọi cách giúp Partey không dính chấn thương. "Theo ý kiến cá nhân của tôi, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Partey chơi cực kỳ ấn tượng, đặc biệt ở khâu ghi bàn đối với một tiền vệ phòng ngự. Partey đá chính ở hàng tiền vệ, đóng vai trò mỏ neo, cho phép Saka và Odegaard tự do tịnh tiến bóng lên phía trước. Họ biết rằng phía sau lưng mình đã có một người bảo vệ. Ngày hôm nay, Partey là ngôi sao xuất sắc nhất trận đấu. Arteta cần quản lý thời gian ra sân của Partey, điều chỉnh lịch tập luyện, làm bất cứ điều gì cần thiết nhằm đảm bảo cậu ấy duy trì phong độ đỉnh cao như ngày hôm nay." Cầu thủ Arsenal bị cấm thi đấu. Dù được trao nhiều cơ hội ở mùa trước, tuy nhiên Nuno Tavares đã không thể đáp ứng kỳ vọng trong mùa giải đầu tiên gia nhập Arsenal. Mùa hè vừa rồi, hậu vệ người Bologna tạm nói lời chia tay pháo thủ để chuyển đến Marseille theo dạng cho mượn. Huấn luyện viên Mikel Arteta tin rằng ở một môi trường ít khắc nghiệt hơn, Tavares sẽ có thêm cơ hội để cọ sát, tích lũy kinh nghiệm trước khi trở lại Emirates để cạnh tranh một vị trí trong đội hình chính thức, tương tự như cách William Saliba đã đi du học và bắt đầu ghi dấu ấn rõ nét vào lối chơi pháo thủ. Kể từ khi chuyển đến Ligue 1, Tavares đã gây ấn tượng mạnh với hàng loạt màn trình diễn ấn tượng. Sau 10 lần ra sân trên mọi đấu trường, anh đóng góp 3 bàn thắng cho Marseille và được chấm số điểm trung bình là 7,54. Tuy nhiên đang hay thì đứt dây đàn, Tavares đã không thể tiếp tục góp mặt ở cuộc chạm trán Anger vừa diễn ra mới đây vì án treo giỏ. Chỉ trong vòng 8 trận đấu tại Lyon, ngôi sao Arsenal bị trọng tài rút thẻ vàng đến 3 lần. Trong khi luật giải đấu này quy định, một ngôi sao sẽ phải ngồi ngoài một trận nếu họ nhận 3 thẻ vàng sau 10 lần ra sân. Cảm ơn các bạn đã đón nghe bản tin Arsenal hàng ngày của chúng mình. Chúc các bạn có một ngày mới làm việc hiệu quả và năng lượng. Đừng quên để lại một like, ấn đăng ký kênh nếu như bạn chưa làm điều đó. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.